Với khán giả yêu nhạc ở Việt Nam, đặc biệt là thuộc thế hệ Z, những thành phố mơ màng đã trở thành thương hiệu concert không còn xa lạ. Sau nhiều mùa tổ chức thành công tại hai thành phố lớn, những thành phố mơ màng khởi động tour mùa hè 2024 tại Hà Nội với sự xuất hiện của 12 nghệ sĩ được đông đảo khán giả trẻ yêu thích. Thực ra mình biết cái chương trình này từ rất là lâu rồi ấy, qua mọi người, xong rồi mình mới rủ bạn mình đi. Đây là bạn cấp 3 của mình, hai đứa đi lần đầu luôn. Thì trước thì em cũng biết khá sự kiện âm nhạc rồi, bạn bè em rủ đi khá nhiều, nhưng mà em cũng bận học nên là đây là đầu tiên em tham gia sự kiện. Mình mong muốn là sẽ có được tận hưởng cái không gian âm nhạc thật là sống động và được sống hết mình trong cái sự kiện này. Hôm nay thì bọn em đến với những thành phố mơ màng thì có nhiều những ca sĩ nổi tiếng ấy. Với cả đây cũng là một cái dịp để bọn em đi chơi xem nhạc hội sau những ngày học. Em là mọi người nhất là Tờ Linh và họ trình bày nhớ lúc đó. Lần đầu tiên nghe Tờ Linh em thấy mê Tờ Linh rồi. Điều không may mắn đã xảy ra sau màn kết hợp đặc biệt của Manihu và Loji là cơn mưa ập đến. Mưa một hồi rồi lại tạnh, khán giả tưởng rằng có thể tiếp tục thưởng thức âm nhạc một cách trọn vẹn. Thì tới set diễn của ban nhạc Chillies, cơn mưa ngày càng xối xả, nặng hạt hơn. Mưa kèm với sấm sét, gió mạnh tưởng như là một cơn bão đã quét qua công viên Yên Sở. Một số khán giả đã đặt ra câu hỏi, tại sao không có phông bạt, mái che hay những phương án an toàn cho tất cả mọi người? Quả thực, việc tổ chức lễ hội âm nhạc ngoài trời mà không có phông bạt hay ô dù che chắn đã trở nên phổ biến tại Việt Nam và nhiều nơi trên thế giới để tạo ra không gian thoáng đãng, thoải mái, tự do cho người trải nghiệm. Tuy nhiên, ban tổ chức cần tính toán tới các khu vực an ninh, y tế hay những lều có mái che riêng biệt. Còn về việc ban tổ chức những thành phố mơ màng không thông báo trực tiếp qua loa đài, âm thanh tại sự kiện về việc ngưng show mà phải viết lên fanpage được giải thích là do tình trạng lúc đó buộc phải ngắt hết tất cả các thiết bị điện tránh sự ảnh hưởng của dông sét. Tuy nhiên, đây cũng là lần rút kinh nghiệm cho ban tổ chức các lễ hội âm nhạc ngoài trời. Cần có đội ngũ an ninh chuyên nghiệp hướng dẫn khán giả lối đi, lấy xe, bắt xe di chuyển ra về để tránh sự ồn ào, hoảng loạn của đám đông. Ngay trong buổi sáng hôm sau, ban tổ chức những thành phố mơ màng đã đưa ra thông báo về phương án đền bù cho khán giả tham dự. Cụ thể, họ sẽ tổ chức thêm một show tại Hà Nội vào tháng 7 tới. Các khán giả đã mua vé chính chủ từ trang bán vé duy nhất của sự kiện sẽ được giảm 40% trong show kế tiếp. Giữ nguyên sự có mặt của 5 nghệ sĩ chưa được biểu diễn, bao gồm Chillies, Loji, Obito, The Link, Grady cùng sự tham gia của những nghệ sĩ khác. Còn khá nhiều tranh cãi về việc ban tổ chức thiếu chuyên nghiệp khi gặp trở ngại bởi thời tiết và phương án đền bù đã thỏa đáng hay chưa. Nhưng cơn mưa lớn tại những thành phố mơ màng Hà Nội tháng 4 này là sự cảnh báo và rút kinh nghiệm cần thiết về khâu tổ chức, bố trí nhân sự, đảm bảo an toàn cho rất nhiều sự kiện giải trí ngoài trời sắp tới.